Chủ tịch nước Việt Nam tuyên bố Việt Nam tìm cách giữ gìn an toàn hàng hải, hàng không và duy trì hòa bình ổn định thông qua hợp tác với những đối tác như Nhật và các nước Đông Nam Á. Phát biểu của ông Trương Tấn Sang được đưa ra nhân chuyến công du tới Nhật bắt đầu từ ngày 16 tới ngày 19 tháng này, giữa lúc tình hình tranh chấp biển đảo trong khu vực đang căng thẳng. Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng lấn lướt trong các tuyên bố chủ quyền ở những vùng biển châu Á, hợp tác an ninh và kinh tế giữa hai nước Việt-Nhật dự kiến nằm cao trên nghị trình làm việc của ông Sang trong các cuộc thảo luận với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vào ngày 18 tháng 3. Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời ông Sang cho hay Việt Nam chăm chú theo dõi tình hình ở biển Hoa Đông, nơi Nhật và Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền, và hy vọng các nước sẽ giải quyết thỏa đáng những bất đồng bằng các cuộc đối thoại ôn hòa, tuân thủ luật quốc tế. Báo chí trong nước nói Việt Nam ưu tiên hàng đầu phát triển các mối quan hệ song phương với Nhật vì lợi ích của cả đôi bên. Trả lời truyền thông Nhật hôm 14 tháng 3, Chủ tịch nước Việt Nam cũng đề nghị quan tâm tới nhu cầu của các nước đang phát triển trong trường hợp các cuộc thương lượng về tự do mậu dịch đối tác xuyên Thái Bình Dương sớm đạt được một thỏa thuận. Tất cả 12 nước đang tham gia đàm phán hiệp định TPP bao gồm Việt Nam và Nhật Bản nhất trí cần kết thúc thương lượng trên cơ sở cân bằng quyền lợi của tất cả các nước thành viên.